tầm về hoa văn truyền thống của Vạn Phúc ạ. Và các sản phẩm này chúng em dệt ra là từ màu trắng, sau đấy là mình nhuộm tất cả các màu khác nhau. Và từ màu có thể là trên một cái hoa văn này mình có thể nhuộm thành rất là nhiều màu được ạ. Đấy, đấy là do là cái màu sắc là do khách hàng có thể đặt được màu theo yêu cầu ạ. Dạ vâng, xin chị cho phóng viên Báo An Ninh Thủ đô được biết là cái đặc trưng sản phẩm lụa của làng lụa Vạn Phúc mình là gì so với những nơi khác ạ? Đặc trưng của lụa Vạn Phúc thì là đặc trưng nổi bật nhất là hoa văn là mình dệt trên vải ạ. Dệt trực tiếp trên vải luôn chứ cũng không phải là in như là các nơi khác ạ.